kính chào toàn thể các cô chú, các anh chị cùng với các bạn. Ngân đang có mặt trên nhà của em Nhung. Nhưng ngày hôm nay về trên này để chuẩn bị lắp cửa và bán cái mái hiên cũng như là sơn thêm để hoàn thành nốt ngôi nhà, với hy vọng là ngày mai có thể là bàn giao ngôi nhà cho Nhung và mẹ, cô chú, các anh chị và các bạn ạ. Nhưng thật sự là đúng là trời còn là thử thách lòng người. Hiện tại thì mưa rất là to, mùa đông giá rét nhưng mà hôm nay là mưa như là mùa hè luôn cô chú ạ. Cho nên là mọi công việc bây giờ đang phải tạm hoãn, bởi vì là cũng bị cắt điện từ đêm hôm qua rồi. Bây giờ là muốn làm cũng không làm được cô chú. Nhung ơi, em đang làm cái món gì đấy? Chuẩn bị ngô để luộc anh ạ. Ngô à? Luộc ngô đúng không? Hôm nay là được ăn ngô thay cho củ sắn như ngoài hôm. Còn bà đây, bà phải quàng áo mưa để đi ra ngoài. Đấy, mưa to lắm cô chú anh chị ạ. Mặc dù là trời mưa gió nhưng mà hiện tại mấy anh em bên làm cửa thì cũng đã cố gắng mang lên đây để trong sáng nay là lắp cửa cho em Nhung rồi. Mưa gió vất vả. Nếu đây em xem có điện chưa? Chưa đây có hay là dựa trên này chưa có? Ô, lại nhỉ? Đây, cửa lên bằng cô chú với chị các bạn. Khung cửa. Đây là cái cửa chính nha cô chú này. Bên trên là làm bằng kiếng này. Đây. Đây, cửa chính thì sẽ làm hai cánh như này cô chú nhá. Bếp. Bếp cũng làm như thế này. Nhưng mà không làm cột kính nữa mà làm bằng cái tấm alu. Còn cửa sổ này bằng tấm alu vân giả gỗ của chú ạ, cũng khá là đẹp. Do là cúp điện đấy cô chú, các anh chị. Cho nên là hiện tại là anh em đang phải đấu, không biết là mình cũng chưa thấy các anh em nào làm như thế này cả. Đang làm cái máy phát điện từ chiếc xe máy ra để có điện để bắt đầu bắn cửa của chú ạ. Cũng chưa hiểu là anh em thiết kế kiểu gì. Đang giật nổ. Vẫn chưa thấy nổ máy được cô chú ạ. Máy phát nổ rồi. Đó, bây giờ là nổ máy phát rồi đây. Đây là làm tạm bằng qua một cái bộ chế của chú ạ. Phát trên cái xe máy luôn đây. Đây sẽ thành cái máy nổ luôn. Và máy phát điện. Do là cái máy phát từ xe ra thì nó cũng không đủ điện để làm, đành phải chấp nhận là chờ có điện thì mới bắn được cô chú ạ. Cũng muốn làm lắm rồi, bởi vì là muốn xong đi để giao cho gia đình, nhưng mà thực sự là bây giờ là vừa mưa thế này thì lại không có trang thiết bị, không có điện nữa thì rất là khó để làm. Thưa cô chú, thưa anh chị và các bạn, như vậy là trong buổi chiều nay rất là may khi mà mưa thì cũng ngớt rồi, bây giờ là còn chỉ còn mưa lâm thâm thôi cô chú anh chị, và đã có điện thì chính vì thế là bây giờ là Ngân cũng đang cho anh em là thợ là bắn cửa lên cho em Nhung rồi. Như cô chú các anh chị và các bạn thấy đấy ạ, ngày hôm qua khi mà Ngân chia sẻ cái video sơn nhà cho em Nhung thì rất là nhiều tin nhắn của cô chú các anh chị các bạn là cũng góp ý là sơn như thế nó không được, không có lên màu. Nhưng trước mắt cô chú các anh chị và các bạn thấy đấy ạ, là ngôi nhà của em Nhung sơn lên cái màu xanh ngọc cũng rất là đẹp. Tuy là từ tối hôm qua đến sáng nay, đến bây giờ đây, đầu giờ chiều là vẫn là mưa, mà như cô chú thấy đấy là do là chưa bắn được cái mái hiên ở bên ngoài đó, bởi vì mưa quá mà mất điện của chú ạ. Đây còn nguyên vật liệu có ở đây hết rồi nhưng chưa bắn lên được do là mất điện, cho nên là ở dưới bên dưới cái chân của ngôi nhà nó sẽ bị té nước lên thì nó hơi bị nhìn hơi ướt một chút thôi. Nhưng bên trên như cô chú các anh chị và các bạn thấy đấy, màu sơn rất là đẹp luôn. Bây giờ thì
ngày hôm nay là chính thức là sẽ lắp cửa, và còn những cái gì mà chưa hoàn thiện thì nếu như không có mưa nữa thì anh em sẽ cố gắng là hoàn thiện trong ngày hôm nay của chú ạ, để bàn giao nhà cho em Nhung. Cái cửa sổ đầu tiên được bắn lên đây rồi, còn bên này thì chỗ cửa chính thì cửa chính và những cửa sổ của chú ạ là sẽ làm bằng hai cánh, cửa bên này cũng thế, làm hai cánh này, cửa chính thì cũng thế, cũng làm bằng hai cánh. Khác một chút là cửa sổ thì sẽ làm nguyên một cái chiều dài này bằng tấm alu thôi, còn cửa sổ thì còn cửa chính thì sẽ thiết kế là bên trên là có cái kính thủy tinh, kính thủy tinh không có nhìn thấu được, thì mình dưới là bằng alu. Cô chú anh chị và các bạn ơi, như vậy là tấm cửa sổ đầu tiên đó, đã được lắp xong rồi, còn cái khe hở như ở trên đấy thì lát nữa em sẽ sát lại và sau đấy sẽ sơn nha cô chú nhé, sơn lại làm hàng luôn hay là cho nó kít luôn. Em lột mấy cái mác đi cho nó nhìn cho nó đẹp. Cái này nó gọi là bóc tem. Nó vừa chống xước mà nó cũng quảng cáo thương hiệu. Thành aluminium. Đấy. Bóc cái đấy thì nó mới nhìn, nó mới chuẩn chỉnh cửa này. Anh em đang chuẩn bị lắp cái bên cửa chính. Và bên cửa sổ thứ hai. Sau khi gắn xong thì lại bắn thêm một cái lớp mà chét silicone để cho nó kín luôn cái cửa luôn. Cánh cửa đầu tiên của cái cửa chính vào trong nhà cũng được gắn gần xong rồi cô chú. Như cô chú anh chị và các bạn thấy đấy, ở đây thì khi mà sau khi mà anh em gắn xong thì còn cho một cái những cái kẽ hở này, nó sẽ được chát bằng cái silicone để cho nó rất là kín này. Đấy, bây giờ thôi cho em thử bóc một cái cũng được. Thử em bóc thật đấy. Bóc đi. Đó, bóc xem. Đó. Nó bóc mạnh vào lên rồi. Đấy. Như cái vút khoan. Bóc mạnh lên, kéo mạnh lên. Đó, cái này là chẳng qua là cái này là cái chống. Cái gì nhé? Đấy, chống xước của nó. Đó. Cái này vừa là chống xước và cũng là cái người ta quảng cáo cái thương hiệu của mình. Đó. Tôi kéo mạnh lên. Kéo rồi. Kéo thật đấy. Làm nó hong ấy. Kéo mạnh lên. Đấy. Trắng trắng. Đấy là kéo lên cái sùng trơn kìa. Đây là cửa phòng của em đấy. Rồi. Làm nào anh? À, kéo xuống, kéo mạnh lên. Mạnh lên nào. Rất mạnh, đấy, đi chưa? Long còn chửa đó đấy. Em sợ nó long. Em thấy cửa này đẹp không? Rất êm. Cửa này là nhẹ mà không có tiếng ồn luôn anh ạ, anh kia ạ. Đó, mình không phải như cái cửa mình ra mình bắn tôn kia nhỉ. Bắn tôn là nó hơi ồn. Đây, cánh cửa chính thứ hai cũng ra được lắp hoàn thiện rồi này cô chú này. Đấy. Rất là tuyệt vời. Cửa này là rất là chắc chắn rồi cô chú này. Và cũng rất là thẩm mỹ. Cảm ơn một bạn hiện tại đang sinh sống ở bên Mỹ đã gửi cái kinh phí để Ngân có cái điều kiện để lắp cái cánh cửa rất là đẹp cho em Nhung như thế này. Ban đầu khi mà kinh phí mà chưa đủ thì Ngân cũng chỉ định là mua cái tôn rồi khung sắt để bắn thôi cô chú ạ. Nhưng khi mà chia sẻ thông tin thì người bạn này, một là Mạnh Thường Quân ở bên Kansas của bên Mỹ thì phải. Đó, thì đã gửi cái kinh phí cho Ngân và Ngân có cái điều kiện để lắp một cái cánh cửa rất là đẹp như thế này, chắc chắn như thế này cho em Nhung. Thật sự rất là biết ơn những cái tấm lòng chia sẻ của những Mạnh Thường Quân, mặc dù là Mạnh Thường Quân này là giấu tên, không có muốn cho biết tên, nhưng mà thật sự rất là cảm ơn cái tình cảm và cái sự giúp đỡ của người em.
đang sinh sống ở Mỹ. Đấy, bên cạnh nhà anh em lắp cửa ngoài đấy thì đây anh em cũng trong này cũng đang bên xây dựng thì cũng lại chát và cũng như là ốp đốt cái tường của nhà tắm, nhà vệ sinh đây cô chú anh chị các bạn ạ. Nhà vệ sinh nhà cô chú này thì sẽ lát lên một khoảng độ 1m8, nó là cao qua đầu người, để khi mà có tắm mà có xối nước lên thì sẽ không bị dây vào tường, không bị mốc và nó không bị hư hỏng nhanh như của chú này. Đá thì đá trông trơn thì đã được lát ở bên dưới này hết rồi. Bây giờ thì đang chuyển mấy cái vật liệu lên, bởi vì là thế này cô chú ạ, ở chỗ này là nó có một cái đường cống nước để người dân là từ trên này là xả nước nó sẽ chảy xuôi xuống dưới đấy, cho nên là bây giờ là sắp hoàn thiện nhà rồi thì anh em sẽ lại nhà nhung này đang nhờ các bác các cô các em là sẽ đào cái này, đào một cái đường rãnh theo cái con đường này trên này để thả những cái cống xuống cái này để có cái chỗ để thoát nước, không ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường cũng như là ảnh hưởng đến bà con nơi xóm đó. Và Ngân cũng đã đang vận chuyển cái cống lên rồi, thì một lúc nữa là cống sẽ lên đây cô chú ạ. Đây, ngôi nhà của em Nhung ở nhìn từ xa rất là sáng sủa, là đẹp, màu này khá là trẻ trung mát mẻ của chú này, toàn là màu xanh, màu hy vọng thôi. Một lát nữa thì mà bắn xong cửa và được lợp cái mái hiên ra hơn 2 mét nữa thì nhìn ngôi nhà nó sẽ là đẹp và cân đối, và nó cũng kín đáo và nó cũng chắc chắn thêm phần. Bên trong nhìn ra thế này của chú này rất là kín đáo luôn, cửa này là khá là thẩm mỹ, là đẹp, nó chất liệu này là bằng nhôm đó, và bằng tấm alu. Như trong phòng này cô chú này thấy này, nó là kín đáo luôn đấy cô chú, thấy anh chị thấy không ạ? Trong cái bóng tối, như hiện tại Ngân không có bật điện ở trong này cô chú ạ, nhưng mà màu sơn nó nổi lên rất là đẹp. Đó là chưa khô hết đâu cô chú, bởi vì là sau khi mà sơn chưa kịp xong nữa, đó là mưa ầm ầm rồi, cho nên là màu sơn nó chưa kịp nổi. Nhưng như cô chú thấy đấy ạ, cửa thì chưa có đóng khép đâu. Như cô chú thấy cái màu sơn nó nổi lên xanh luôn. Cái này mà sơn lại để mấy hôm vài hôm nữa là khô thì Ngân sẽ hướng dẫn đó là sơn thêm một lượt nữa, là nó sẽ rất là mịn và nó cũng xanh sáng đẹp hơn rất là nhiều. Đấy cô chú ạ. Sau mỗi tấm cửa được lắp xong thì anh em vẫn bắn những cái silicone này vào để nó, thứ nhất là nó vừa thẩm mỹ, thứ hai nữa là nó khép kín ngôi nhà luôn. Đúng rồi. Chị Chi của em nói cái gì? Nói với bà cái gì? Bà làm sao? Bà bị bệnh hết hơi ấy, anh ạ. Hết hơi là bà uống thuốc gì? Thở hổn hển. Nhưng mà uống thuốc gì hả em? Uống thuốc để nó đỡ đi ạ. Thuốc cảm cúm á? Không phải ạ, thuốc bệnh nó bị thở hổn hển ấy. Thở hổn hển đấy là gọi là thuốc gì? Bà có hay bị đấy không? Bà có hay bị coi như là đau đầu hay là bị sốt hay cái gì không? Có đau đầu, bà bị phù máy. Bà đây, bà là năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà em? Bao không nhiêu tuổi nhỉ mẹ nhỉ? Chị 66. Vừa có 66 tuổi thôi chứ con đâu, không phải là chưa già lắm, nhưng mà nhìn bà đấy nhỉ, bà cũng nhìn bà có vẻ láng tai không nghe không nói được, đúng không? Nói được nhưng không nghe được. Bây giờ nhá, thế này anh có cái dầu gió ấy, có cái dầu gió với cái thuốc của dì Hai ở bên Úc mà hôm trước cô gửi cho mẹ một liều, một lọ với lại mấy vị thuốc á. Bây giờ thì em chờ anh ở đây để anh lấy biếu bà một hộp. Anh nghĩ là cái đấy rất là cần thiết, người già thì hay trái nắng trở trời hay gió hay lạnh như này thì có thể là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe hay bị nhức đầu này kia đấy, đau buốt đấy, có thể bôi cái đấy rất là tốt nhá em nhá. Bà là không nghe được đúng không? Vâng ạ. Dì Hai ơi, con lại biếu cái phần quà của cô, của dì gửi cho con từ hôm đến giờ cho một bà cụ ở đây, nhưng mà bà là không nghe được dì ạ, cho nên là con cũng chỉ gọi là bằng cái lại ký hiệu thôi. Nhưng mà con cảm ơn dì đã gửi luôn quan tâm đến những cái hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người mà hay ốm đau bệnh tật, thì bây giờ con sẽ gửi một cái lọ dầu gió và hai cái vỉ thuốc
hay cảm cúm này kia cho bà cụ ở đây. Cảm ơn dì rất là nhiều. Bà ơi, có cái này là cái thuốc đau đầu, thuốc hay đau đầu, uống mà là nó sẽ đỡ bà nhá. Uống một viên thôi, một lần uống một viên thôi bà nhá. Dạ đúng rồi, một lần một viên thôi. Cái này là con gửi cho bà, một lần chỉ được uống một viên thôi bà nhá. Vâng, mà một ngày chỉ uống tầm hai lần thôi. Chung, vâng, chung nhau ạ, hai lại lại chung nhau. À, vâng, bà không có hiểu, không nghe được Ngân nói đâu cô chú ạ, các anh chị ạ, nhưng mà bà cũng hiểu đó. Còn cái này là dầu gió bà nhá. Bà xin cảm ơn chủ ạ. Dạ dạ vâng, không có gì. Cái này là dầu gió bà nhá. Để cái này con mở cho bà, không thì bà lại không biết là cái gì. Mở khó thế nhỉ? Cái này thuốc cũ thôi. Dạ vâng. Thuốc cảm cúm bà. Sang cái nước thuốc cũ. À vâng. Phải cắn bằng miệng luôn mới mở được, chắc thật. Bà ơi, cái này là dầu gió. Dạ, dầu gió mình bôi vào, mình bôi vào mũi này, bôi thành đấy con biếu bà nhá. Vâng, cái này bà cho vào cái này, nhưng sợ bà không hiểu là cái gì cho nên là bà nhá, bà bôi vào nhá. Đấy, cái này dùng lúc ốm đau nha bà. Vâng. Con gửi vào đây. Dạ vâng. À, đây là một cái phần quà rất là tình cảm, rất là ý nghĩa, thể hiện lên cái sự mà quan tâm của dì Hai đang sinh sống ở bên Úc, khi mà gửi về cho Ngân để khi mà đến gặp những cái hoàn cảnh khó khăn hoặc là những người già hay ốm đau bệnh tật thì Ngân lại có cơ hội để gửi tặng cái món quà này. Một lần nữa con xin cảm ơn dì Hai rất là nhiều và kính chúc dì luôn sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Xin chào các bà, các cô, các chị nhá. Đây toàn các bà, các cô, các chị là về giúp thôi. Đấy, ngôi nhà của em Nhung nhìn từ dưới mặt đường lên đây cô chú này. Đấy, như cô chú, các chị thấy đấy, ở xa xa như thế này thì nhìn trên nhà thì sơn một cái màu này rất là sáng và trẻ trung này cô chú này. Đấy, cửa thì theo mình thấy ở dưới này anh em cũng dần hoàn thiện rồi. Đấy, ở đây thì như Ngân vừa chia sẻ đấy, do là đây là cái cống thoát nước cho nên là bây giờ buổi chiều nay là đang nhờ bà con về đây đào lại và sẽ thả những cái cống xuống để có cái chỗ thoát nước vệ sinh cho đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng này cô chú này. Nhung cũng xuống đào với các cô. Rất là tiếc cô chú khi mà bán xong ba cái cửa sổ này, đó một cái cửa bên chỗ cái góc bên này và hai cái cửa góc đây và cái cửa chính thì còn lại mỗi cái cửa nhà bếp thì lại mất điện mất rồi. Thì cái máy khoan bê tông này là không khoan được cho nên là anh em đây bây giờ là hiện tại lại phải đang chờ đây, buồn quá, làm rất là thất thường cô chú ạ. Nhung lau cho kỹ vào nhá. Cho sạch em nhá. Đấy, em có thích cái cửa này không? Có, nó nhẹ, nó êm êm. Nhẹ đúng không? Cái này là chắc chắn là sau này ví dụ như có gió hay cái gì mà có dập dờn thì nó cũng không có tiếng này, không có tiếng động này. Đấy, rất là kín đáo. Này là anh chỉ sợ là nó kín quá thôi. Chứ cái này anh thấy là đóng quá, đóng vào không con muỗi không chui vào được rồi. Rất là kín đấy. Hả? Thì con sơn lại nó còn rơi vào. Đấy phải đấy cho nên phải làm cẩn thận đấy chứ. Lúc mình gót lại. À không, cái đấy thì không, em cứ lau sạch đi. Lúc mình làm sẽ làm cẩn thận hơn, còn một lớp nữa thôi mà. Đấy, cái những cái rãnh này là sau này sẽ lắp cái cống 40 này của chú này. Chu vi là 40 cm đấy. Là đã cũng được vừa được khuôn xuống ở dưới kia rồi của chú này. Thưa với cô chú, các anh chị đấy các bạn, rất là may mắn là cũng vừa có điện lại rồi cô chú, các anh chị ạ. Đấy thì về cửa thì bây giờ thực sự là hôm nay là đã hoàn thành hết rồi đây. Và bây giờ là anh em cũng đang cố gắng là bắn thêm cái mái hiên bên ngoài này để mưa nó không hắt vào nhà đấy cô chú, các anh chị và các bạn này. Đó, hy vọng là sẽ không mất điện nữa để anh em trong buổi chiều nay làm nốt cái mái hiên này. Bên này thì các bà, các cô, các... chị là ở bên
hội chắc là bên phụ nữ của xóm gì đấy, có tổ gì đấy thì cũng đã đào xong cái rãnh để làm cái cống nước ở dưới này, thì xong để nghỉ ngơi thì cũng thấy có quả táo này, có ngô này ăn chung với nhau, rất là tình cảm ấm cúng của chú ạ. À, nguyên cái sân này thì rộng là từ bên mép tường vào ra bên chỗ hết cái sân là 4 mét của chú anh chị và các bạn ạ. Và chiều dài qua bên này là gần 10 mét. Đó. Qua từ bên góc, qua bên cái chỗ mà sau này sẽ làm bể phốt ở chỗ này á. À, tuy nhiên là khi mà bắn cái mái hiên để thuận tiện cho sau này gia đình của em Nhung có cây lúa đấy, thì có lúa để phơi lúa hoặc là có sắn gì đấy để phơi đó, thì anh em Ngân cũng chỉ là bắn từ trong mép tường ra cái mái hiên này là 2 mét rưỡi thôi. Đó, để nó đủ che được cái mưa nó hắt vào trong nhà hoặc là nắng, những ngày nắng đây cô chú. Và từ cái chiều này qua bên 10 mét, gần 10 mét này sẽ là 4 cái cột sắt này. Đấy, và trên đấy sẽ lắp 3 cái xà ngang. Đây, bây giờ là những cái tấm tôn của mái hiên này được lợp lên rồi cô chú này. Bên ngoài này thì chỉ lợp bằng cái tôn như này thôi, chứ không phải tôn nóng lạnh nha cô chú này. Không phải tôn ở trong nóng, cũng không cần thiết. Và như cô chú thấy đấy, khi mà cái mái hiên bên trên á, cái mái tôn của nhà thì cách ra khoảng độ 30 phân. Bây giờ là mấy anh em sẽ luồn sâu cái tấm tôn của mái hiên này vào bên trong này. Rồi sau đấy thì sau này mà có mưa thì cái nước mưa nó sẽ chảy từ trên mái xuống vào cái mái hiên này và sẽ tọt hẳn ra bên ngoài này, sẽ không rơi xuống ở ngay chỗ cái cửa nữa, cho nên chắc chắn là sẽ không bị hắt vào nhà nhé cô chú, các anh chị và các bạn nhé. Bây giờ là tấm tôn thứ hai là cho lên này cô chú này. Đấy, cái này thì có từ bên này qua là 10 mét thì cũng là 10 tấm tôn đấy cô chú ạ. Rồi, tấm tôn thứ tư đã lợp lên rồi cô chú ạ. Rất là nhanh và anh em cũng khẩn trương xong trước khi mà trời tối. Rồi, càng xuống càng lạnh cô chú ạ. Đấy, tấm tôn thứ năm đã cho lên cô chú ạ, rất là nhanh. Đấy, tấm tôn thứ sáu đã cho lên rồi. Trong kia thì cô chú thấy ạ, trong khu nhà bếp ấy, thẳng nhà bếp là nhà vệ sinh, thì anh em vẫn đang trong kia là cố gắng lát thêm ốp cái tường và cửa nhà vệ sinh thì cũng lấy về đây rồi cô chú này. Và xong thì mới bắt đầu lắp. Tấm tôn thứ 8 là cho lên rồi cô chú. Đó. Rất nhanh, sắp xong rồi cô chú ạ. Đây. Cô chú ạ, nếu mà có mưa thì cũng không lo hắt vào trong nhà nữa rồi. Tấm tôn thứ 9 đã cho lên rồi. Còn một tấm dưới nữa là xong cái mái hiên này của chú này. Đấy, cho nó cái tấm này là tấm thứ 10 là hoàn thiện cái mái hiên này của chú này. Rồi, tấm tôn cuối cùng của cái mái hiên đã cho lên rồi. Đấy. Bây giờ là không lo phải mưa tạt vào trong nhà nữa cô chú, các anh chị và các bạn nhé. Và ngày nắng thì cũng không lo là buổi sáng nó sẽ dọi cái nắng vào trong nhà nữa rồi. Cô chú, các anh chị và các bạn ơi, như vậy là đây, cái mái hiên bên ngoài này đã được anh em thợ bắn xong hoàn thiện rồi này. Đó. Đấy, trong nhà vệ sinh này sẽ lắp bằng cái cửa kéo nhựa cô chú ạ. Đấy, cái này thì bức tường này là Ngân cũng lấy sơn về rồi, hôm qua là do là hết sơn như này là anh em chỉ quét sơ qua thôi, thì cái này để hôm nào nó khô bắt đầu lại quét lại một lần nữa. Đấy, tường xong thì trong nhà vệ sinh, nhà tắm này thì anh em sẽ dùng cái vữa để chát hết lại như thế này, không cho hở một chút nào luôn nhá cô chú nhá. Gắn nốt cái đinh như này là cũng xong rồi. Đấy, cửa này đây. Ở trong nhà vệ sinh hẳn trong bên trong thì sẽ làm thêm một cái rèm để ngăn hai cái phòng tắm với phòng vệ sinh, còn bên ngoài là sẽ làm cái cửa như thế này. Đó. Kính thưa toàn thể các cô chú các anh chị cùng với các bạn, cuối video này rất là tối, hình như là hình ảnh của Ngân không có nhìn thấy nữa, nhưng phía sau đấy là cô chú các anh chị các bạn là nhìn thấy ngôi nhà rất là sáng đúng không cô chú các anh chị và các bạn. Trong ngày hôm nay anh em đội thợ đã lắp xong, hoàn thành xong cửa của ngôi nhà.
từ cửa chính, cửa sổ cho đến cửa nhà vệ sinh, cũng như là bắn được cái mái hiên hoàn thiện. Và điện thì mặc dù là chưa được gắn lên đúng với vị trí, nhưng là đường điện cũng đi sáng như thế này rồi, cô chú, các anh chị và các bạn, rất là tuyệt vời. Như vậy từ ngày hôm nay, ngôi nhà của em Nhung, mặc dù là Ngân chưa hoàn thiện hoàn toàn để chính thức bàn giao cho hai mẹ con em Nhung, nhưng từ ngày hôm nay ngôi nhà của em Nhung sẽ rất là sáng sủa và kín đáo như cái này. Cô chú, các anh chị và các bạn ạ, có được điều này thật sự Ngân rất là biết ơn những cái tình cảm, những sự giúp đỡ rất là chân thành, ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần của các cô chú, các anh chị là mạnh thường quân xa gần từ trong nước đến nước ngoài, để Ngân có cái điều kiện xây dựng những ngôi nhà và mang đến những cái ánh sáng, những cái niềm hy vọng như thế này đến những cái số phận khó khăn đang còn tồn tại ngoài xã hội. Video ngày hôm nay Ngân cũng xin phép được tạm dừng ở đây, để hẹn gặp lại cô chú, các anh chị vào ngày mai. Chắc chắn là trong ngày mai, nếu như thời tiết mà thuận lợi thì chỉ còn ngày mai nữa thôi, cô chú, các anh chị và các bạn. Anh em thợ sẽ hoàn tất cái công việc ở trong nhà vệ sinh, nhưng hoặc là những cái gì lặt vặt còn lại để chính thức bàn giao nhà cho em Nhung. Xin một lần nữa cảm ơn toàn thể các cô chú, các anh chị cùng với các bạn. Hẹn gặp lại cô chú, các anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin kính chào.